Rồi, tại cô gái mình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái nha. Nãy đang nằm lướt lướt điện thoại thì tối nay cũng rỗi thì nãy đóng đơn xong rồi, đóng đơn cho chú Lâm ha. Thì nghe chuông điện thoại reo. Nhấc máy lên thì chú hỏi có gửi được lộ N2 không, lộ N2 Đức Hòa Long An không, thì cũng tưởng ai xa lạ, hóa ra chú Hoàng. Hồi bữa chú cũng lấy một cặp ha, xong thì chú hỏi có khái đen dòng mồi thì lấy chú một cặp nữa đó, thì tưởng ai xa lạ đâu nhưng mà chú Hoàng đó. Thì em gửi được đây, bữa gửi rồi ha, gửi xe Thanh Dung đi về lộ N2 Đức Hòa Vĩnh Hưng đồ Kiến Tường rồi ha. Đó thì chú tiếp tục lấy một cặp thái đen dòng mồi đó. Hiện tại trong đây thì có hai cặp, một cặp là gửi chuẩn bị gửi về em đem xuống là đem dư một cặp ha, tại vì ở nhà còn ba bốn cặp nữa, rồi em đem xuống đây một cặp, đem hai cặp là đem một cặp để nuôi để chuẩn bị gửi về Hà Tĩnh cho anh trai ở Hà Tĩnh, anh lấy một cặp này để em quay hai mấy cặp kia nữa, ba cặp nữa còn hên còn dư cặp, thì ngày mai chắc trưa trưa vậy em cũng lấy thêm mấy cặp rồi. Trong chuồng này thì chiều mai đóng xong là trong chuồng này trống bơ, còn có cặp thì trống bơ đây hai mươi mấy con, mà hai mươi mấy con Pháp này bự quá che hết rồi. Đó thì gửi cho chú một cặp thái đen dòng ngồi đó. Tối rồi thì chỉ trong một tím ha, chim rất bự ha. Thì anh em thấy con trống trưởng thành mà em ôm tay là không hết đó. Đó. Giờ con này cũng vậy. Đó. Đi được tiếng. Rồi đây. Con gì lúc tím đây. Con này con nhỏ hơn. Mà nó cũng bự ha. Nói chung nó nhỏ hơn một con bự con nhỏ ha. Mà anh em thấy không? Con mái nó tổ cườm trước không, ngay bên đây nè, nó đó, thấy lấm tấm không, chuẩn bị cườm cườm trước nè. Đó thì cặp này thì tính ra là em bán 600, nhưng mà chỗ mối mang mua rồi ủng hộ bán chú là tính bán là 550 bớt 50, nhưng mà thôi thấy chú lớn tuổi nuôi sưu tầm thôi cũng bớt chú thôi, nhiệt tình luôn, lấy tiền xe 100 thôi, coi như mai bao ship chú lấy 500.000 ha, thấy không? Chim bự giờ bán ha. Thì thông báo anh em ở cơ quan em là ở sư đoàn 7729 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương nha. Đó từ em ra bến xe là khoảng 5 cây số. Từ bến xe em ra, từ em từ cơ quan em ra bến xe là 5 cây số nha. Đó thì em đem chim xuống đây, anh em nào luôn mua thì em đi ship cho nó gần. Đó. Thì làm ở đây còn anh em nào dặn chim thì cũng thông cảm cho em, thật sự là hết sức thông cảm giùm em nha. Anh cứ dặn, anh em dặn chim gì hoặc cần chim gì thì em báo có, thì dù sư em sắp xếp dù như trong tuần em về chừng ngày hai ngày thôi chứ. Em chạy lên chạy xuống, thứ nhất là chạy thời gian buổi trưa thì chạy trưa, anh biết anh em biết chạy trưa nắng 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 nóng là buồn ngủ. Đó, rồi chiều vô làm tiếp thì cũng hơi mệt. Đó, vì nên là em cũng sắp xếp chạy về em bắt cho anh em rồi em gửi, anh em yên tâm dặn chim là em cũng đâu đó đàng hoàng em gửi cho anh em mà ha. Rồi anh em nào ở gần á thì lại em bắt luôn ha, ở khu vực Bình Dương thì ở ngay chỗ em mà cũng 729 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, thì nó gần gần chợ Hàng Bông đó, ngay đường Mỹ Phước Tân Quảng á đó. Đó thì anh em lấy cũng dễ đó. Thì ở đây còn cặp vân hoa đỏ nè, cặp vân hoa đỏ này thì anh trai Hà Tĩnh cũng chốt rồi nè, chốt chung với cặp thái đen dòng ngồi ha. Đó còn cặp vân rồng này thì cũng biết ăn rồi nè, chà bá này, con này con trống nè, cụi cụi luôn á. Đó. Đó, con này con khả năng con mái nè, mà bữa nay bắt xuống là chưa ăn uống ngon lành để ngày mai theo dõi nữa nè, con này thì tự ăn rồi nè. Đó
Đó thì bắt cặp này thì gửi cho anh Tùng ở Đà Lạt mà anh chưa liên hệ lại ha. Còn cặp này của chú Lâm ở Tô Châu Minh Lương ha. Đó. Tô Châu Minh Lương Kiên Giang ha. Nè. Nhìn sắc lông nè. Để quay kỹ đó, sắc lông trắng này không? Đó, một con lông sắc lông này. Cái màu này dễ lắm tại vì nó như dòng vân hoa đỏ tim á. Là cái hai cái con màu đó là nó biết à. Như màu tim lông nó khác à. Đúng không? Anh em nhìn tim lông nó khác không? Như tim lông này trắng rõ rệt luôn nè. À. Đó. Đó. Hai con này khác nhau liền hoàng ha. Như con này là con vân hoa đỏ tim nhưng mà tim xanh nha, nên cũng khó phân biệt hơn chút. Đó. Nếu mà đỏ tim trắng là nhìn một con là ra liền ha. Đó. Nhìn một con trống con mái là nhìn ra liền à. Nè, con này thì tim xanh nè, hai con giống nhau nhưng mà mút ra cái tim ở giữa nó xanh 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 đó. Rồi còn con vân rồng này thì chưa chịu ăn, không phải là do em trưa em đi ra ngoài á, em mua thức ăn á thì đâm ra thì vô không biết chịu, giờ nó chưa chịu ăn. Nào 6 con trong đây thì 5 con nó tự ăn à. Không, mà con này bự anh Tùng ở Đà Lạt anh chưa liên hệ được nữa, chưa liên hệ được ảnh thì để có sắp xếp, nếu không thì em cũng bán luôn chứ giờ em để nuôi nhiều em cũng không có thời gian chăm. Với lại em đem chim lên đây là những con chim nó sắp biết ăn ha. Em đem thứ hai lên thì để thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nếu mà bức ăn là luôn là em để cơ quan luôn rồi em về. Nếu mà cuối tuần em nghỉ thì thứ bảy chủ nhật em đem về luôn. Như em đi thứ bảy chủ nhật em về luôn thì để chim đây để thức ăn nước uống là nó tự ăn đó. Còn những con chim non thì như lông ống thì anh em dặn thì em phải chạy về bắt, nhưng mà cũng hơi cực nhưng mà kể anh em ủng hộ em là có niềm vui rồi đó. Thì em đóng đơn xong ha. Đó thì em nhắc lại ha, địa chỉ em ở sư đoàn 7 729 Phú Lợi, Thủ Dầu Một. Anh em nào có nhu cầu mua chim thì hỏi em, nếu mà có chim gì thì em ship ở đây thì anh em lại bắt. Còn anh em nào mà muốn lấy chim non hay chim gì mà em không có đây thì em sắp xếp có thể một ngày sau hoặc hai ngày sau em đem em về, em có chuyến em được về em lấy 3-4 đơn lần chứ đi nhiều. Thứ nhất là mình sắp xếp công việc ở đơn vị với cơ quan với mình bán chim chứ mình cũng không phải nào mà đi tới đi lui liền được ha. Rồi ngày mai hai đơn ha, đơn này hai trống gửi về chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp rồi. 1 triệu ha, 1 triệu bao ship có nghĩa là tiền xe là 100.000 đó, thì bao ship thường còn lời còn khu được 900 ha. Còn cái này 600.000 bao ship là trả tiền xe 100 là còn 500 ha. Đó, vừa công việc vừa làm vừa kiếm thêm thu nhập ha anh em. Rồi cảm ơn anh em nha, chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ nha, hẹn anh em clip tiếp theo, bye bye.